chị ơi chị nhìn nè, cái này là cái tuyến dầu của mình nè, thì đây là cái nơi mà sẽ tiết dầu ra ha. Giờ nếu mà khối dầu bình thường thì trên máy soi da của mình sẽ thấy những cái nốt màu xanh xanh ngay lỗ chân lông này, chị thấy không? Đó, diễn tả ra cho khách thấy đây, lỗ chân lông này cũng có tí dầu đúng chưa? Đây là dầu đẹp đó chị. Rồi đi kiếm cái dầu bất thường cho chị. Đây này chị ơi, đây là cái tuyến dầu bất thường này là sao? Dầu hoạt động mạnh mẽ hơn cái vùng hồi nãy à, vùng bình thường nó sẽ màu xanh à, vùng bất thường nó sẽ có màu hồng, và chỗ này là đang có sự hiện diện của vi khuẩn. Những cái vùng da nào mà có khối hồng này thì những cái vùng da này sẽ có nguy cơ lên mụn. Với những điều kiện thuận lợi là gì? Điều kiện thuận lợi nào làm vi khuẩn lên mụn? Thức khuya nè, khuya ăn đồ cay lắm, ăn đồ ngọt nè, với lại gì nữa? Tới tháng, như là tới chu kỳ kinh của em là những cái nốt này nó sẽ dễ lên mụn. Được chưa? Tiếp, thấy gì nữa? Ở ti này em thấy gì nữa? Có chất lạ phản quang không? Không. À, chất lạ phản quang nếu có thì cái màn hình này nó sẽ xanh dương một bệt bự luôn. Thường là những người sử dụng axit AHA hay là BHA quá liều đều có khả năng bị sao? Chất lạ phản quang. Nhớ nha mọi người. Những người sử dụng kem trộn ở cái ti này nếu mà có, con sẽ thấy cái màu xanh dương bự mảng mảng mảng. Chưa? Dạ chị không có bị rối loạn sắc tố. Đúng. Sau vô lối bắt đầu chị xem. Mọi người nhìn nè, em nhìn vô đây nè, thấy cái đèn không? Cái đèn của nó nhỏ xíu như vậy nè, em phải soi đúng cái vị trí đèn này ngay cái nốt ruồi nó mới ra. Em thấy chưa? Chị ơi, cái nốt ruồi của chị nó sâu dữ lắm luôn. Có nghĩa là tuốt ở dưới cái bì nhú của này nè, cái chân của nó nằm đây và có khi nó nằm ở trung bì luôn đó chị. Ha, em thấy nè, em bây giờ em bấm chị chỉ em cách nè, chăm bấm trả lại cái tia đầu tiên. Đây cái tia đầu tiên thấy nó đậm không? Là tia kỹ thuật số. Sang tia thứ hai em thấy là nó mờ mờ hơn cái nốt đen nè, thấy nó tản ra là nó sâu, nó càng sâu nó sẽ càng mờ, được chưa? Thấy nó mờ hơn xíu nữa, thấy không? Thì những cái vị trí này nè, mình không có sử dụng những cái biện pháp thông thường mà xử lý được đâu, mình phải sử dụng công nghệ cao. Tại vì cái chân của nó rất sâu, được chưa? Đó là một cách để xử lý nốt ruồi. Bấm gì? IBL nó chỉ có mờ thôi, nó không xử lý triệt để được. Laser gì? CO2, phát sinh nồi CO2 nha. Rồi cái đó là nói thêm. Tiếp theo là mình thấy gì nữa đây? Có gì nữa không? Chị không có bệnh lý gì lắm. Rối loạn sắc tố tầng sau không có, chỉ có nốt ruồi thôi. Nốt ruồi cũng được gọi là rối loạn sắc tố nhé. Rồi ok, giờ cái làn da này xong rồi đó, mình đánh giá như thế nào? Nếu mà khách nó tốt như vậy rồi thì mình làm sao? Không lẽ cho khách đi về? Đây là cách tư vấn nè. Sao Nguyệt? Nếu mà khách tốt quá thì sao? Không, chị ơi chị đẹp quá chị đi về hả? Dạ, tư vấn được chị là cho khách da. À, những người khách đẹp tâm lý là như vậy, họ sẽ không muốn xấu, họ sẽ muốn đẹp hơn. Vậy thì tụi em thì sao? Chị ơi, đúng, chị ơi chị ráng duy trì cái nét đẹp này nha, bằng cách là mình thường xuyên, mình định kỳ mình đến để mình chăm sóc da, mình trẻ hóa da. Tại vì da của mình nó sẽ lão hóa mỗi ngày đó chị, càng có tuổi thì da sẽ càng lão hóa, nên làm sao thường xuyên mình chăm sóc, mình tu bổ cho cái làn da của mình thì chị đẹp hoài, đẹp mãi luôn, được chưa? Nhớ nha, phải đẹp và đủ người ta đi về, đẹp quá là thôi đừng làm gì hết, chết luôn nha quý vị. Rồi được chưa? Rồi ok, tốt.